cắt nó kinh khủng không? Cắt nhanh lắm chú ạ. Đây mặt dưới rất là đẹp. Đâu có cái này có chỉ 33 mét là cái đâu như vậy không? 33 mét thì có chỗ còn mà tổng cái đường cắt á. Thì rất là nhiều đường cắt đó thì nó chạy nó chạy bao nhiêu?